Chào các bạn ha, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành, một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trình làm một cái ứng dụng Android có thể điều khiển được các thiết bị điện thông qua Bluetooth kết hợp đối với con Beats 16F 887 với các bạn ha, 877A, 877A hay là 887 gì với nhau các bạn ha. Thông thường là không ai mà làm từ đầu đến cuối được các bạn. Thông thường mình sẽ sử dụng một cái Bluetooth có sẵn á. Của một bạn ha, và mình sẽ sửa lại theo ý của mình các bạn ha. Rồi mình sẽ mở ứng dụng Android lên các bạn. Rồi ha, rồi mình sẽ import mấy cái project đó vào các bạn ha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta sử dụng cái nguồn tài liệu có sẵn á để chúng ta biến nó thành cách của mình các bạn ha. Chứ còn thông thường ở công ty người ta cũng làm vậy các bạn, chứ không có ai mà ngồi viết từ đầu đến cuối, viết khi nào là xong ha. Đây ha, cái đây mình có tham khảo một cái suộc này của một anh ha, anh từ từ tí là lúc làm mình sẽ phân tích cho các bạn cái phần mềm này, có cái thiết kế này nó có những nhược điểm, và chúng ta ở cái ứng dụng tiếp theo mình sẽ fix cái nhược điểm này cho các bạn ha. Rồi ha, combine cho nó nhỏ lại coi sao nó không có ấy. Rồi ok, đi thành công không? Không thành công luôn kìa. Mấy cái này mình lấy trên mạng về các bạn, khi mình lấy trên mạng về thì nó sẽ rất là khó để mà nó chạy, tại vì thông thường khi xưa là viết nó với cái này là hồi xưa là có thể là viết với Elite, bây giờ mình đem qua Android Studio nó có những cái lỗi nhất định. Từ từ rồi mình sẽ fix cho các bạn ha. Mình thì mình nói tiếng miền Trung cho nên các bạn chịu khó nghe nha, nhiều khi nó cũng nói nhanh mà nó không được rõ ha. Ừ, tại buổi sáng này thì mình xóa đi ha, xóa này đi. Giờ nó dễ ý ghê lắm, dễ lắm các bạn ơi, cứ gợi ý chúng ta sửa thôi ha. Rồi ok, giờ nó build thành công rồi đó, báo thành công rồi nè. Chúng ta vào app nha, chúng ta vào red, chúng ta vào layout main nào, chúng ta đợi nó load lên các bạn ha. Đây đây là một cái ứng dụng mà của anh nào đó, anh đã làm sẵn rồi ha. Đồ án cũng học hai chẳng hạn này, thấy đây ha. Thì bây giờ mình sẽ thiết kế lại theo ý của mình nha các bạn ha, chứ mình không còn phụ thuộc vào anh đó nữa ha. Mình sẽ thiết kế lại theo ý của mình nha các bạn ha. Thì thông thường để nhanh á, mình tận dụng cái máy, cái code ở trong file main này lại ha các bạn ha. Tận dụng code này lại ha, tận dụng tất cả code này lại nha các bạn ha, chứ mình không có thời gian đâu mà mình viết cái này à. Thật sự không có ai viết cái này đâu. Thì mình sẽ thêm một vài thứ này nữa ha. Cơ bản là như vậy các bạn. Rồi mình coi trong này có gì ha, button này có gì đây, one click. À đúng rồi, mình sẽ copy nguyên cái này lại các bạn ha, mình sẽ copy nguyên hai cái này lại, mình có để in đây các bạn ha. Rồi copy mình sẽ để này các bạn ha. Mình tạo một cái file test mình để ở đây để cho tí được cái gì mình sử dụng lại nha các bạn ha. Ok rồi, và đương nhiên á là mình kêu là mình không có đạo văn hay không xíu có ai hết đúng không, cho nên cái này là mình sẽ xóa hết ra để cho nó theo cái ý của mình, tại vì mình thiết kế phong cách của mình đó là các bạn cũng biết phong cách của mình rồi. Phong của mình đó là thiết kế theo kiểu là phải có cái tính trực quan rõ ràng đẹp mắt. Ừ, nên cái này nó không hợp với mình đâu ha, bỏ đi ha. Từ mình đang xem này có những thực tính này không các bạn ha. Từ Layout ways.
OnePlus. Để mình chụp cái màn hình lại coi cái này nó có gì không này các bạn ha. Để mình đợi tí mình chụp cái màn hình lại ha. Để mình coi tí nữa có gì mình xếp cái trạng thái cái nút nhấn này cho nó giống nhau nha các bạn ha. Rồi à, vậy thôi không có gì cả. Rồi disconnect, để disconnect ha. Ok. Rồi chúng ta bắt đầu ha các bạn ha. Rồi xót đi nha các bạn ha, xót đi nha. Rồi ok vậy thôi, xót đi nha. Chứ mình không, cái phong cách này nó không giống với mình đâu. Ừ, và cái tên này, cái tên này cũng đổi tên rồi, và chúng ta đổi tên đi nha các bạn ha, đổi tên đổi icon đi nha. Nhấn gọi ta lấy icon ha, ta sạch cách thức rồi. Ok, icon icon smart hay các bạn ha. Mà khi mình làm cái này rồi các bạn hãy quên đi cái chuyện mà chúng ta dùng cái thằng mà inverter các bạn ha, rất là nhìn nó rất là xấu à, không có đẹp gì cả. Ừ, cứ theo dõi mình rồi mình xíu và các bạn làm được tất cả những cái thứ này thôi, rất là đơn giản thôi. Rồi cái này đi, rồi chữ B này là bên BNC nó đẹp á. Rồi lấy đại cái đi ha, chúng lấy đại cái này đi ha. Nó lố lố mà sao lấy cái này đi ha. BNG thì nó không có cái nền như các bạn ha. Thì các bạn muốn tạo được icon cho mình thì các bạn cũng nên học Photoshop một tí các bạn. Thực sự Photoshop nó cũng dễ dàng thôi, không có gì khó khăn lắm đâu ha. Mình là tự học Photoshop mà thành công. Các bạn có muốn học thì mình hỏi mình hướng dẫn thôi ha. Mình sẽ đổi cốc cái này. Mình sẽ chuẩn bị những cái hình ảnh này cho các bạn ha. Ok, cố nó vào đây luôn ha. Mình cốc nó vào đây. Ok, copy cái hình này nha. Cái này nó nằm trong đây một gì Bluetooth và gì cái app này mình nằm ở đâu à, Bluetooth ở gì nó được mấy vùng một ta. Rồi đó, đây app như các bạn có SRC các bạn men. Rồi đó, men như các bạn ha, men red này đây. Rồi ok, bắt vào ha. Và chúng ta đổi tên đi các bạn ha, rename đồ xe đi, sửa cho một đi ha. Chúng ta sửa theo để chúng ta đổi lại như thế này, để chúng ta đổi cái icon đấy các bạn rồi ha. Thì chúng ta có cái bát ở đây để cho nó đổi cái icon luôn đi ha. Rồi đó, cho nó đổi icon luôn đi ha. Rồi nó đổi icon rồi đó. Rồi ha, thấy chưa, rồi ha. Bây giờ bắt đầu là gì à, bắt đầu chúng ta sẽ đổi cái tên này nha các bạn ha. Tại vì chúng ta import cái project này vào cho nên cái tên là vẫn còn à, chúng ta vào chỗ value string đây ha, chúng ta sửa lại tên của chúng ta ha. Ừ, tên là gì đây, gọi là smart smart đi ha. Smart ha, ok đó. Rồi ok các bạn ha, vậy là xong rồi đó. Thấy bạn thấy thành smart chưa, icon đã đổi rồi không. Rồi ha, bắt đầu tiếp tục ha. Bây giờ bạn thấy cái phong cách thiết kế của mình là phải có biểu tượng đúng không. Và thông thường mình sẽ cho cái biểu, mình sẽ kéo cái reality layer vào các bạn ha. Đây đâu rồi, cho nó up xem đây, mình chỉ 5 in nha, cho nó 18 đi cho nó bự ha. Mình xóa cái linear các bạn ha, mình đổi lại video linear ha, cái linear nó không có chỉnh được đâu các bạn. Đây ha, vào test đây ha. Reset linear ha. Rồi ok ha, bỏ đi ha các bạn thấy không. Reset layout một cái thôi bạn, nó bị trợ dư rồi ha. Ok, thấy không. Rồi đó, bỏ linear đi, mình thiết kế cái left related layout thì mình bỏ vị trí nào nó cũng dễ dàng các bạn ha. Thì như lúc trước mình cũng hướng dẫn các bạn ha, là thì bây giờ các bạn cũng vào đây legacy là lấy gì thế là bỏ đây ha. Ok, thường mình cho này là bao nhiêu ta, cho nó là một
cho nó quýt sẽ là bạn nhắn là 150 đi ha, 150 và 150 luôn ha các bạn ha. Ok rồi đây ha, đây cách thức thì mình chúng ta cũng làm nguyên cái ô vậy rồi chúng ta xử lý đấy ha. Ok thì rồi thì mình cũng go to ha, Android chấm cái cầu rau đúng không, thì chúng ta chọn border để chúng ta lấy cho nó cái thấy không, là cái border đúng không. Rồi chúng ta gì nữa, chúng ta bố trí gì đó trước đúng không, bố trí vào cái link ta copy ta paste ha. Rồi paste vào đây, chịu khó thay đổi mình thì mình hướng dẫn các bạn thôi, chỉ dần các bạn cũng làm được tất cả mọi thứ này thôi các bạn, có gì cả đẹp ha. Rồi ha, ok chưa, tương tự thì mình chọn đây là gì, cái đây chúng ta ghi là L1 nha các bạn, L1 ha, thì cái này sẽ là gì, L2. Trời đang mưa, không biết nó mưa to thì mình nói các bạn nghe hay không nữa. Copy ha, paste vào đây. L2 đúng không? Các bạn chịu khó nghe nha các bạn, tại vì giờ có mưa rồi thì cũng hơi chịu khó nghe, mưa đóng cửa. Chúng ta không? Ta có cái L2 đúng không? Bây giờ ta chỉ còn cái bếp, ta có cái bếp rồi. Bên kia lúc nãy nó có 3 thiết bị à. Thôi mình làm 3 thiết bị thôi à. Nhưng mà mình làm 4 cho nó đẹp thế các bạn ha. Mưa cũng hơi là mưa cũng hơi là to nha các bạn ơi, L4 nha, L3 chứ, cái này là L3, ok, ok các bạn, bếp nha, L4 nha, đúng không? Thì thậm chí chúng ta có thể làm được nhiều thiết bị hơn nữa được các bạn ha, mà lỗi làm cho đẹp luôn nha. Đó là cho nó sớm thiết bị luôn ha. Rồi 5. Bên cạnh lúc đầu là gì? Connect và disconnect đúng các bạn ha, connect đi ha, connect đây, connect đây ha. Connect nha, cái tình một nha, ok. Tình hai đâu ta, tôi biết ha, cái tình một đâu ta, cái tình một connect, cái tình hai đâu, đây, đó đẹp, mới tình hai chạy ra mất tiêu rồi. Tên một con kéo tên này chứ. Còn nó chạy ra mất tiêu rồi trời. Qua đi cho nó dễ. Rồi đây là dễ nhất, nhanh nhất các bạn ha. Giờ đi nữa ha. Chúng ta thấy được cái sườn rồi các bạn ha. Tương tự chúng ta gì, ta bỏ cái đồng tự bóng đèn vào nha các bạn ha. Bóng đèn thì trong sườn mình làm 80 đi các bạn, đẹp ha. Quen rồi, cái cỏ đẹp rồi ha,
À, 80 80 80 80 ha. Cả lần tới đi. À, mình cho nó về đây ha các bạn ha. Thì top bên chiêu ha. Rồi mà mình cho nó về dưới các bạn ha. Anh được rồi, hai chấm layout chiêu ha. Đó, nó về giữa rồi. Mình cho giết đi. Nó bị sai rồi. Chỉnh nó lại à, mình xem lại sửa này cái này nha. Rồi ha, mặt pin mời mặt sửa lại các bạn ha. Rồi anh cũng không nhớ đâu mấy em, chứ các bạn cứ từ từ ha. Mình cũng không nhớ đâu ha, cho nên cứ từ từ mình chỉnh lại thôi. Ok rồi ha. Và rồi mình kéo cái tóc led bỏ vào rồi nha. Tóc led có tình đây, đây cái này kéo về nó bị lỗi ta rồi ha. Được đây rồi ha. Thì chúng ta xử lý nó thôi. Và tóc led nào, cái tóc led thì chúng ta cho nó bất tầm rồi đúng không? Rồi thì chúng ta bây giờ cho nó về giữa thôi ha. Không được rồi, chấm layout rồi đây ha, đầu tiên luôn đó. Ở đây về giữa đúng không? Mình cho tích từ 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 giết coi. Quá thân này nó khó chịu vậy ta. Đây toàn cũng nhớ được mấy cái lỗi đó các bạn, cho nên là anh bắt mình gợi ý anh thôi. Nó gợi đi lợi xử lý bao nhiêu đâu. À, đây để xử lý nó tí thôi. Đây à, bất tầm chu này à, bất tầm chu đúng rồi này. Thử coi rồi chấm chu nó chưa về giữa đúng không, nó chưa về giữa là do thằng nào lép chu này. Rồi hỏi nó về giữa các bạn thấy chưa. Bây giờ chúng ta sửa cái con này thôi, chúng ta cho hình ảnh vào cái tên này đúng không? Rồi trong background cho nó là A2 nha bạn, A2 là nó đèn đúng không? Rồi các bạn xóa chữ đi ha. Ok đúng chưa, tương tự thôi. Chúng ta đang đâu đây, đâu đây. Rồi chúng ta copy hai, ta bếp copy hai này đi ha, copy hai này tự copy đi ha đúng không? Đúng chưa, copy nó. Chúng ta copy nó từ 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 câu tôi vào đây bắt đây rồi, rồi đúng không, rồi tôi bắt vào đây. Ok một cái thấy chưa. Ở đây là gì đây, ở đây là button mấy đây. Nếu kia đã 1 2 thì cái đây là gì, là button 3 đây nha, nên dễ các bạn học 3 đi nha. 3 button 4 nha. Cái tóc lết là tóc lết mai, tóc lết còn gọi là tóc lết là tóc lết 1 đi ha. 1 thì cái này là tóc lết 2 nha các bạn ha. Tóc lết 2 ok. Nó là mấy, là 1 ở L2 L2 mà nó bị 2 đó các bạn. Rồi ok 4 ha. Thấy chưa, 1 ở đây là mình vừa 3 rồi, 4 rồi. Tiếp tục là câu đâu đây, ta bắt vào thôi, bếp rồi đúng không? Ở đây 4 thì cái này mấy, cái này phải là 5. 5 3 đau cổ quá đứa ơi. À, mà lại gọi anh đau cổ á, lại ngồi nó nhiều, nó đau cổ nha các bạn. 6 à, 1
mấy? 5 6 4 5. Ok rồi các bạn ha. Là chúng ta đã thiết kế được cái giao diện rồi đúng không các bạn ha. Là chúng ta từ đây ra cái gì đây? Connect ha. À, kết nối cũng được ha. Kết nối thì connect thì cũng được chả sao ha. Nét kết nối ha. Hoặc là tiếng Anh, đã đỡ tiếng Anh và tiếng Anh hết luôn nha các bạn ha. Cho nó dễ nhìn, không bị rối ha. Để tiếng Anh thì có nó đi ha. Ok. Rồi ha, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta mới vào, chúng ta xử lý các cái dữ liệu trong kia các bạn ha. Rồi đây ha. Chúng ta vào phần main đây. À, đối với cái phần mềm bạn này viết nó cũng có một cái nhược điểm là gì? Nhược điểm là cái ID của cái Bluetooth này chúng ta phải biết được cái ID trước của nó ha. Rất là mệt. Thông thường là mình sẽ tạo ra một, nếu như anh thì tạo ra một cái activity để sau tất cả các ID Bluetooth ở trong phạm vi back của cái thiết bị chúng ta ha. Thôi cái đó thì bữa sau anh sẽ hướng dẫn sau ha. Thì bây giờ có gì chúng ta xài bao nhiêu đó ha. Chứ đâu có thể đòi hỏi được ha. Nhà từ mình phát triển thêm thôi ha các bạn ha. Coi thử nem đâu ha. Thật sự chữ nó cũng nhỏ mà chữ đó cũng nhỏ quá, nhìn cũng nhức đầu chứ đâu dẫn đâu ha. Hình như là mail Java này thì sao chứ. Đợi tí anh sẽ lấy cái này ha. Cái chuỗi này nhỏ quá nhìn không ra luôn á. Đừng đâu ta. Đây ha. Các bạn phải bắt vô bếp cái ID của cái Bluetooth của mình lên các bạn ha. Thì mới được ha các bạn ha. Rồi ở đây là gì? Ở đây là gì? Ở đây là gì? Connect ha. Bây giờ anh vào đây anh thấy này không? Anh vào đây anh thấy là gì? Người ta button là gì? Button là gì? Connect đích. Button ở đây là button gì đây? ID của nó là gì? Connect đúng không? Cho nên chúng ta vào đây chúng ta phải sửa là ID của thằng này ha. Hey, connect này ha các bạn ha. Rồi. Yes ha. Rồi ID của các bạn kia là disconnect phone. Thì chúng ta có phải lại vào đây. Ta sửa ra. Rồi. Đây là connect sẽ đi ra disconnect ha các bạn ha. Ok. Rồi riêng ở thằng này á, trong này á, thằng riêng ở thằng này á, nó là gì đây? Nó là one rồi disconnect đúng không? Rồi ha. Rồi. Bắt đầu ra không có thằng này là gì? Disconnect ha các bạn ha. Ta vào thử ta thấy nó có gì chưa ha. Ok. Rồi ok ha, rồi ha. À, tiếp tục các bạn ha, tiếp tục chúng ta vào đây ha, ta coi chúng ta thấy gì đây. À, chúng ta thấy là gì, đây là gì, cái mình cái phương pháp của anh dùng cái hình anh lấy cái giá trị toplet là chỉ để nó bật cái tết thôi ha, còn hình ảnh là chúng ta phải sao lên ha. À, chính vì thế chúng ta phải ở đây các bạn thiết bị tận dụng mình lọc lại cái hình ảnh này các bạn ha. Toplet ở đây anh bắt đầu toplet đây ha, toplet anh lấy từ đây mấy 1, 2, 3 nha các bạn, mấy cái kia mình không có mình tận dụng sẵn ha. Các bạn muốn làm bao nhiêu thì các bạn ha. Thì chúng ta sửa lại cái này là gì? Chocolate ha. Cái này tên này nó cũng giống chúng ta rồi ạ. À. Chocolate đây. Một thấy không? Ok, nó có gợi ý cho mình đã không ha. Chocolate 2. Ok. Chocolate 3 nha các bạn ha. Chocolate 3 nha. Ok rồi thấy không? Rồi ha. Tương tự button ha. Button thì toplet, button thì sao? Thì button thì mình phải xóa đi ha các bạn. Rồi. Button thì chỗ đây phải là button ha. Nó là màu đỏ đúng rồi, tại vì là chúng ta chưa có, chúng ta kiểm tra là coi button. Đây là button ha. Ok. Chấm button có không? Từ từ im nha. Nó cái này màu đỏ là gì, nó chưa có button đúng không bạn, thì vẫn chưa có thư viện, chúng ta có thêm thư viện mà đúng không, cái này không có bỏ đi, cả cha nó cũng sao anh inbox ha. Android chấm quy ghét ha, button cho các bạn ha, button nha. Ok nó vậy thôi, là các bạn thấy nó hết đỏ chưa, hết đỏ rồi đó. Rồi chúng ta mới nhìn vào đây cái button 1
Đây là gì ở trên máy đây? 3, 4, 5 phải không? Ok, sửa lại đúng không? Có tên gì đây? Chấm gì? Có tên gì đấy? 3 ha, đúng không? Có tên gì đấy? 4 ha. Thì tương tự máy kia các bạn có thêm duy sức cho mình chỉ làm ba cái từ chân thôi các bạn hết. Nó giống với những cái mà cũng năm đúng không? Rồi hết lỗi đúng không? Rồi ha, đúng chưa? Có biết có lỗi hay không nhỉ các bạn ha? Review ha, có lỗi hay không? Sorry các bạn ở trùng tên nó phải BT thôi, BTN thôi nha các bạn ha. BTN thôi. Chứ cái này cả giống tên anh kia anh đặt rồi, view lại các bạn ha. Không sao, kẻ từ từ, không ai nhớ tất cả đâu các bạn, mình cũng vậy. Từ từ rồi mình tới đâu mình nhớ tới đó thôi. Để coi nó báo gì đây, để coi. Để coi lỗi nó báo gì đây. Báo nhầm phải không? Tóc led này, tóc led nó không chịu ra, để coi mình vào đây mình coi cái tóc led tại đây tên gì, tóc led button 1 ha, sao trong này nó không chịu ra activity catman, để coi đây activity catman, để coi ha, đó coi. Hai và ba các bạn. Không sao, để mình build lại coi nó có không lỗi không nha. Một hai ba mà cái đóng chịu ta, để coi xem cái gì vậy. Coi cái nó báo gì nha các bạn ha. Mình mở lại coi kiểm tra cái lỗi gì nha các bạn ha. Activity main nó bị lỗi gì ta? Để anh test mở lại các bạn, nó bị lỗi gì đó, đợi tí. Mình có hơi mở cổ các bạn. Cái bản này là cái bản beta cho nên nó cũng có nhiều khi nó xuất hiện nhiều cái lỗi cho nên chúng ta phải chấp nhận ha, chứ nó không phải là cái bản nếu mình vào bên này coi ha. Không tìm thấy gì đây, resort file resort
Linfire Resort đơn coi thế nó là cái gì nha. Để tí đây nữa. Không hiểu luôn á, tại vì nó không nhận được cái layout, amenity layout này. Coi chứ, rest. Mình rất là ok mà nó lại không nhận được cái layout này ta. Kỳ vậy. Xử lý cái lỗi là mệt lắm nha các bạn. Để anh coi tới trong cái layout đó nó ra cái gì hôm nay ha. Bluetooth Android cái này không. Để anh coi thế nó có gì trong cái này chứ. Không biết nó thiếu gì hôm nay không ta. Cái là ở người ta đâu có cũ đúng như vậy mà nó không chạy ta. Vô lý vậy. Mình copy embed ra thôi. Hai thứ. Ok. Vô lý kêu. Men. Equity, equity, men hai thứ nó như thế nào ha. Mình build thứ coi. SC main read layout main activity kỳ ta. Ủa nó bị lỗi rồi các bạn ơi, để anh copy lại cái này nha, copy nguyên cái file này để anh copy. Anh copy file này để anh import nó lại, anh xóa thử đi ha. Copy and paste comment thiết kế nãy giờ mình phải paste lại đi ha. Rồi ha. Chỗ nào để anh paste lại, comment thiết kế nãy giờ mà. Đó, nó có sự cố rồi, chúng ta có sự cố thôi ha, biết làm sao bây giờ. Thôi copy, bây giờ mình sẽ bỏ hết mấy cái này đi ha. Rồi, từ anh tí. Copy mấy cái này bỏ đi chỗ khác đi ha. Nó có động như cái này nữa. Mình im bọc lại nó cho coi ha. Để nó download về đầu ghê. Không có nghĩa là lúc nào thiết kế một xuống sẽ như các bạn. Nhưng cái nó hư thì chúng ta biết cách để mà chúng ta khắc phục sự cố để cho nó được ha. Nhưng kiên nhẫn thôi chứ biết làm sao mà. Đợi khắc phục sự cố đi. Các bạn cái này anh mới tải cái bản 3.3 mà bây giờ nó lên 3.2 mà giờ lên 3.3 rồi đó. Đợi nó build nha. Build xong anh tại vì sự cố đã giờ mình thiết kế rồi, bây giờ mình có best là thôi ha. Cho nên không có gì phải lâu cả, cũng nhanh thôi ha. Bây giờ sẽ import nó lại ha. Import nó bộ rác này, import nó từ đây. Rồi đây. Import lại. Anh nghĩ là do lúc nãy á nó có một cái thư mục sẵn ở trong cái Android Elno rồi á, cho nên nó chứa cái thư mục, cho nên đổi tên nó giống có bị lỗi gì đó. Không sao. Anh sửa lại thôi, có gì cả ha. Mình đã chuẩn bị cái file rồi, bây giờ mình cái file này có sẵn rồi đúng không? Bây giờ mình copy and paste thôi, vậy thôi ha. Ừ. Bấy là được coi. Thấy không?
nên là chúng ta tách mỏ lại nó mới được nha, nó kỳ vậy đó. Tại cái lúc các bạn thấy không, bên này là nó thiết kế bằng bằng trên Elip ha, còn bên này là mình thiết kế bằng Android Studio ha, là nó khác nhau rất là nhiều rồi ha. Ừ. Nhưng mà không sao, thì Android Studio nó cho mình có thể import cái thằng Elip vào ha. Từ sau khi cái vụ kiện giữa thằng Orange nó kiện thằng Google á, thằng Google nó mới phát triển ra cái tool này như các bạn ha. Xích luôn ha. Coi sao nó là dính này liên tục ta. Anh phải đi lấy cái này mới được. Này anh copy anh chưa có delete á, nên nó chưa có mất hả bạn? Delete nó mới mất đây được ha. Bao nhiêu phút rồi? 36 phút rồi ha, khá là lâu ha. Bộ rất ha, tôi chọn vào đây ha, ok, đây, ok đây, đợi nó ra đi ha. Kiên nhẫn các bạn, làm cái gì mà thấy kiên nhẫn là chính thôi các bạn. Mình từ đó anh sẽ hướng nha các bạn, mà cách mà chúng ta làm chủ cái lập trình ứng dụng này thôi, có gì cả ha. Hy vọng giúp các bạn có thể có một công việc tốt sau này ha các bạn. Ừ. Mục đích cũng cuối cùng là như vậy thôi ha. Anh có nhiều việc khác để làm cho nên là nhiều khi video clip anh không thể ra liên tục được ha. Nên các bạn phải thông cảm ha. Rồi đi bọt xong mình tách qua lại. Tại vì riêng cái này là nó là từ thằng Elip như các bạn. Cho nên nó là chúng ta phải làm như vậy, chứ còn nhiều khi import từ thành một thằng Android Studio sẵn vào thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều ha. Remote này đi ha. Nó import thành công rồi thấy không? Bây giờ chúng ta vào đây, chúng ta vào thành layout đây ha. Chúng ta copy, chúng ta paste ra thôi ha. Xóa đi cái đi. Thành layout đây. Vào đây chúng ta đổi tên lại ha. Spring này nha. Từ từ. Chúng ta phải chuẩn bị hình ảnh, từ copy hình ảnh ta bỏ ở đây rồi ha, copy hình ảnh đi, copy đi ha, rồi ok. Cái này mà đâu ta, cái này mà Arduino luôn ha, đây. Cái này đây, for app, rc, main, rest, rồi ha, bắt vào nha. Cái icon này, đổi tên này. Chúng ta lấy tên này để ta đổi cái icon này các bạn ha. Đặt thôi. Okay. Được rồi, ok rồi ha. Để chúng ta đổi tên lại đây các bạn ha. Gì đây, smart ha. Smart ha, ok. Rồi nha, đã được rồi đó. Nó đã đây rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục là gì nữa đây. Chúng ta xóa cái này đi ha, rồi ok. Mình đã lúc, tại vì lúc trước mình thiết kế rồi cho nên bây giờ mình không có phần nào nữa ha. Bét luôn. Quên, từ. Mình sẽ copy lại đây lại chứ. Bét luôn ha các bạn ha. Ở đây giao diện người ta luôn á. Thấy chưa? Để tí mở lại coi, tại vì chúng ta mới bét vào nó chưa ra đâu ha. Đợi tí nó mới load được ha. A2, Button A2, Smart.
nó chưa có được nên nó phải tách khởi lại rộng lại đợi tí thôi. Đối với thiết kế thế này, khi một cái máy tính là càng mạnh càng tốt, thì bạn RAM phải tốt nhất là 8GB. Ê, nên là 8GB để lên ha. Tốt nhất là càng nhiều càng tốt rồi, biết cái bao nhiêu tùy điều kiện của mọi người ha. Nhưng mà có quán đầu tư cái máy tính ra tốt ha, thì làm việc mới tốt được các bạn ơi ha. Cho phiếu đốt cao lại đi. Chạy vô phiếu lung tung, đau quá. Thấy giờ lên rồi đó ha. Chó nó những năm yên nha các bạn ha. Đây là cái thiết kế nó những năm yên mà đúng không? Rồi đây ha. Rồi chúng ta qua đây chúng ta thấy không? À, cái này tên này chúng ta phải connect đúng không? Rồi ha, ok. Rồi chúng ta qua đây các bạn ha, chúng ta vào main đây, sửa đây. Mình phải copy cái IP, cái địa chỉ MAC này bỏ vào đây ha. Đấy, mình đấy anh có nói rồi đó, bây giờ anh làm lại thôi, tại vì nó bị lỗi lúc kia ha. Mình đâu cũng nhớ rồi. Thách thức mất quá. Đây bà ha. Bét vào đây ha. Rồi. Ok ha các bạn ha. Mình như anh này anh nói là trong này nó chưa có button, chúng ta phải kim bỏ ý bỏ cái button vào ha. Inbox ok. Android à, chấm chấm như quy ghét chấm button ha. Ok rồi các bạn ha. À, rồi đây các bạn, từ qua đây các bạn thấy không, top led là gì? Từ đây ta thấy top led mấy, top led đây 1, 2 và 3 đúng không? Cho nên chúng ta qua đây chúng ta sửa lại các bạn ha. Top led ha, chấm top led nha các bạn ha. Top led này 1 này nha. Ok, mình copy mình dán nhanh các bạn ha. Thôi đâu mà ngồi đây hai luôn này ba nha các bạn ha. Rồi ok ha, thì tương tự chúng ta cũng vậy, cái này sửa đây là button lại nha các bạn ha. BTN1, BTN2 và BTN3 nha các bạn ha. Đây button thì chúng ta bỏ tablet đi. Ok, bạn thấy nó cũng dễ dàng không? Ok, này là BTN1, button 1 hay không phải button 1, sorry. Này là button mấy rồi ta? 3, 4, 5 không? Ok, copy một cái bé ở đây 4 này bét đây đúng không? 5 thấy chưa? 3 đúng không? Rồi người ta build tới còn lỗi không nha các bạn? Rebuild coi. Là cái lỗi ở đâu rồi ta sửa ở đó thôi các bạn ha. Ừ, người đợt bộ não đã nhớ nhiều việc lắm, không đâu hơi đâu nhớ câu lệnh kỹ làm gì ha các bạn ha. Anh nhớ sao mà thôi, biết vậy là chúng ta sửa ha. Không phải một lỗi này các bạn ơi. Ồ sorry, chỗ này nó còn button ha, top led luôn chứ. Top led và chuyển button hết luôn chứ. Sao bởi hiện tại giờ anh đang đâu có cổ quá các bạn ha. Sao mà nó lỗi liên tục ta không hiểu luôn á. Kêu cái lôi này bị lỗi, cái link này không biết lỗi gì trời. Man red này, layout này, activity lỗi đâu trời, mình cũng biết lỗi gì luôn mà ba đứa này. Nó không chịu lỗi gì trời được anh.
menu này nó cái gì đấy. Thì menu này vẫn còn nguyên mà đâu có tác động gì nó đâu ha, kỳ thiệt đó chứ. Không biết tại sao luôn á, thật sự để coi. Bắt đầu có lỗi từ đây. Thời đầu tiên nó bị lỗi này. Đi lại coi. Nên con xem thấy nó báo gì lỗi tùm lum này trời. Leo xin tên thổ á, bôn. Nó không chịu này, để coi nó lại cái gì nó không chịu trời. Lên luôn lại coi. Cái chính là các bạn biết gì không? Nó không có trỏ về được cái thằng activity này, làm sao lấy được cái layout ra để mà lấy bên kia được. Không có tỏ về được này, không có tỏ về cái đơn chữ rồi nó bị đó, nó nghĩa là nó không có tỏ được này. Set content này coi, set content view url.layout.activity. Nó vẫn không được các bạn ơi, nó bị lỗi gì rồi trời ơi. Không biết có lỗi cấp quyền gì không, permit thì sao không. Đến tìm cái này coi. Để em đợi xử lý cái này cả nha. À rồi nha, tiếp tục ha. Ừ, cái này đó đúng không? Rồi. Cái này lấy chiếu sửa vô đây. One connect. Cái gì đây? Đi connect ha. À rồi bây giờ anh sẽ vào phần menu. Anh biết anh sẽ đổi icon này sao à? Anh sẽ đổi vào đây mình đổi lại cái tên này. Anh sửa cái file nó bị sai, mình nãy nó bị lỗi anh sửa lại rồi ha các bạn ha. Smart ha. Ok. Lấy cái hình này bỏ tên, mà tới anh sửa cái hình, tới anh sửa cái icon sao các bạn ha. Cái icon thì đã quan trọng đó ha. Bây giờ anh chỉ các bạn cách mà chúng ta khi ta click thì chúng ta sẽ set sang được cái trạng thái khác ha. Đây ha. Rồi anh chỉ dùng, anh chỉ có set là nó là gì. Nó là ba cái icon thôi, ba cái button, ba cái led thôi ha. Hay mỗi lần click thì nó chuyển led sang trạng thái khác cho các bạn ha. Đây nha, bây giờ anh sẽ click cách thấy cách thức là gì.
bên trên là button đúng không, button 1 đúng không, 1 nè, chấm gì, chấm gì, set background, các bạn thấy nó gợi ý không, set background lịch sử thấy không, rồi đây ha, rồi chấm đây thấy không, rồi chấm gì, A2, A1 ha, coi thứ A1 là gì. Ở trong cái hình này chúng ta nhìn thứ A1 là gì, có phải là A1 đang sáng thấy không, ok thấy không, rồi tương tự gì đây, sẽ là gì đây, sẽ là gì đây, sẽ là A2 đúng không, ok. Ở chỗ đây để anh bấm mắc chữ đó phải là chữ sẹt 2 là phong 24 là chữ là số 2 đúng không, nó có sáng số 2 đâu nha, ok. Tương tự đó là gì, tên BTN2 đúng không, cốc đây đúng không, BTN2 hay và A cũng là A gì, A2 ha, tắt các bạn thấy không, tương tự gì đấy, ok, nó thể là gì đấy, A1 đúng không, BTN3 đúng chưa, BTN3 Ctrl Z ha, mấy năm này nó bị lỗi sao, Ctrl Z ha, phải dính nút tùm lum mà, rồi, ok, đây bao nhiêu đây, 4 ha, 5 vô đây phải chiếc đây phải là 6 rồi, tại nó bị rớt cái chữ này mà em, 6 nha, bây giờ nằm phải A2 ha, A2 nhớ các bạn ha, rồi ok, anh sẽ review để kiểm tra lỗi nha, cái này kéo Bluetooth cho nên là, tại vì nó là Bluetooth cho nên là mô phỏng không được nha các bạn, bắt buộc chúng ta chạy lên chương trình chính mới kiểm tra được, trong cái điểm thiết bị mới kiểm tra được nha các bạn ha, chứ Bluetooth thì nó không cho mô phỏng được, ha. Rồi đây đã xong đúng không, bây giờ anh sẽ cho nó vào đây điện thoại để anh kiểm tra các bạn xem ha. Hiện tại thì cái bao mạch của anh nó mấy bạn anh vậy á cầm về nhà rồi cho nên anh không có cái gì để anh demo hết, cho nên anh sẽ kết nối với một cái thiết bị Bluetooth bất kỳ nha bạn ha, một cái thiết bị Bluetooth mà lúc nãy mà anh có set nó vào cái địa chỉ MAC của nó đó ha, bây giờ anh đi anh run cho nó build cho nó ra phải APK nha. Rồi đây. Rồi. Copy à. À, thôi để anh đổi icon luôn nha các bạn. Icon đổi luôn đi ha. Đổi cái icon ở file mới kia anh chưa đổi, lại lúc nãy anh chưa đổi cái icon ha. Cái này đây ha. Nên đổi icon ảnh cốt cho nó đẹp rồi ha. Lấy icon người khác cũng không nên. Cái con này có rồi mà ta. Có rồi sao nó vẫn không được ta. Mà coi thế này nằm đâu đây. Android new. Oh sorry, nằm chỗ khác rồi. Mình sẽ vào để anh lấy lại cái icon anh đợi của anh lúc này anh đã tạo rồi ha. Nó bị lỗi anh copy sang cái mục khác nó lại được. Nhiều khi chả hiểu tại sao luôn ha. Ok. Mình đổi cái icon của người ta đi bạn ha. Đây là icon của mình chả đẹp ha. Đó. Người ta phải làm 4 lần như vậy. Chúng ta review lần nữa các bạn, review rồi chúng ta mới cốp lại nha, để nhà đổi con thấy cái con nhà là đổi thấy không ha, cái con anh xem nó đen thui vậy kệ nó các bạn ha, ok đây nha, chúng ta bỏ cái file đi ha, is bỏ đi nha, bỏ cái đó em cài nó ra nhiều điện thoại như các bạn. Nó sẽ cài điện thoại rồi anh sẽ show các bạn xem ha. Tắt cái Bluetooth mà cái khác rồi để bắt này, ok. Bắt cái điện thoại của tôi. Your device is connected.
Bây giờ là kết nối YouTube nha. Đây. Đây các bạn thấy không? Đây nha. Đây các bạn ơi, đây nha. Rất là tiếc là tại cái điện thoại anh nó cũng cái camera nó nhìn rất là mờ nha các bạn đây. Thấy không? Thấy không? Anh có nét nha. Có nét không? Có nét là nó sáng nó đi chuyển đi của nét không? Thấy không? Giờ anh bật bất kỳ à, phải không? Thấy không? Anh không thấy được hả? Ừ, có ba lúc đầu là vì nó có ba lúc đầu nên mình sẽ không, tại vì anh xếp các bạn cũng có một đầu à, anh xếp các bạn cũng có tầng đầu như các bạn ha. Camera này nó không có được, nó được nét lắm nên là không có thấy được ha. Không, anh thì cái xếp các bạn có led rồi, có bóng đèn rồi các bạn ha, thấy không? Đó các bạn ơi, rồi ha, thấy không? Thấy chưa? Rồi ha, đó thấy không? Ừ, các bạn chúc các bạn một ngày tốt lành ha. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại clip tiếp theo nha.